ơn đúng không ạ? Và hôm nay các anh chị cũng bổ sung vào có một cái thói quen mà các anh chị cần phải hết sức là quan trọng, chính là mình phải biết ơn những người thành công hơn trước. Đây là cái thói quen mà hiếm những người mà kia có thể chia sẻ cho các anh chị đúng không ạ? Chính là mình phải biết ơn những cái người thành công đi trước mình. Cái điều này các anh chị phải thực hành là biết ơn luôn ấy. Có nghĩa là mỗi ngày mình phải biết ơn cái người, những cái người thành công đi trước mình, cái người dẫn đường mình, hoặc là cái người mà đang và đang tạo ánh sáng cho mình, đang truyền cảm hứng cho mình. Mình phải có thói quen này các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì bên trong của mình nó có cái tính đố kỵ, tham sân si, ai cũng có điều đấy. Và thường á, là mình nhìn những cái người mà thành công hơn mình sẽ muốn gì ạ? Mình sẽ không có thích, không có cảm thấy thoải mái, và mình cảm thấy nhiều khi mình sẽ cảm thấy áp lực, hoặc là nhiều khi mình cảm thấy ganh tị, mình cảm thấy không có hòa hợp. Và bên trong của mình nó sẽ có những cái năng lượng không tốt, nó sẽ có những cái cảm xúc bất an đấy, những cái cảm xúc mà nó không hề tuyệt vời. Vì vậy nên là chúng ta phải có một cái thói quen thực hành biết ơn với những người mà họ đang rất là thành công về tài chính. Tại vì những người mà thành công về tài chính là những người họ đang giữ giữ tiền rất là nhiều, và mình biết ơn họ có nghĩa là mình cũng có cái sự hòa hợp với tiền bạc. Đây là bất cười, đây là có những anh chị phải hiểu rằng là rất là nhiều anh chị chưa thành công, họ không có thích người giàu. Các anh chị họ thích kết giao và giao lưu với những người túng thiếu giống như họ thôi, tức là không có thích những cái người mà họ có tiền. Thành công bản thân của Theo đi đến những cái môi trường, khác đúng không ạ? Những cái nơi đó Theo thấy rằng là bản thân của mình có một cuộc sống tự do tài chính, nhưng mà những đứa bạn của mình xung quanh họ chưa hề có được cái điều đấy. Nhưng mà mình thấy rằng là họ không hề mấy hào hứng, không hề mấy là chưa chưa một lần nào hỏi thử là à mình đã làm gì để giúp cho mình thành công như thế. Chưa chưa một câu nào hỏi như thế anh chị ạ. Nếu như họ hỏi mình thì mình cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ cho họ cái tư duy nào đó, hoặc là một cái cuốn sách nào đó thôi. Chỉ cần một cái tư duy, một cái bài học mà Theo chia sẻ ra thôi, có thể giúp cho họ thay đổi cả cái cuộc đời về tài chính của họ. Nhưng mà chưa một ai có thể hỏi mình cái điều đó. Thậm chí họ còn xa lánh mình hơn, họ còn không có muốn gọi là ở gần mình, hòa hợp với mình. Thì đa số là gì ạ? Là những cái người chưa thành công về tài chính, họ sẽ muốn kết giao và giao du với những người mà cũng tài chính nó vẫn chưa tốt giống như họ. Còn những cái người mà thành công về tài chính đó, thì họ sẽ tìm tới ánh sáng, họ sẽ tìm kiếm những cái người thành công để họ có thể hy vọng rằng họ sẽ học được một bài học gì đó, một cái bí kíp nào đó để có thể giúp cho họ tốt hơn về tài chính, tăng trưởng về tài chính của mình. Và đây cũng là một trong những cái thói quen mà đã giúp cho Theo thay đổi cuộc sống của mình. Chỉ trong vòng 3 năm thôi, Theo có thể đạt đến một cuộc sống tự do tài chính trước tuổi 30 của mình. Bởi vì Theo đã có những cái người thành công ở bên cạnh các anh chị. Không thầy thì đố mày làm nên đúng không ạ? Theo rất là may mắn là mình có được những người thầy tuyệt vời. Và để mà Theo có được những người thầy tuyệt vời đó, và để mà Theo có thể tận dụng được tối đa cái tri thức, những cái kinh nghiệm, kỹ năng của họ, thì nó đến từ việc là mình thầm thầm biết ơn, mình ngưỡng mộ và mình biết ơn, mình cảm ơn từng cái bài học, từng cái giá trị đúng không ạ? Và với những ai mà có tình yêu thương và lòng biết ơn thì anh ta và cô ta sẽ được ban tặng thêm. Còn với những ai mà không có tình yêu thương, không có lòng biết ơn thì sẽ bị tước đi đúng không ạ? Vì vậy nên các anh chị thấy tri thức của Theo nó có thể sắc bén, nó có thể là gì ạ? Có thể giúp cho bản thân của Theo thay đổi, hoặc là bất kỳ một cái người nào thay đổi. Bởi vì Theo có một cái sự biết ơn những cái tri thức, biết ơn những cái người thành công đi trước. Và bởi vì mình biết ơn họ nên là gì? Mình đón nhận được những cái kiến thức mà có thể bỏ tiền mua cũng có. Và thành công thì nó luôn để lại dấu vết các anh chị. Tất cả những người thành công họ luôn để lại dấu vết. Nhưng nếu như các anh chị làm theo dấu vết của họ, các anh chị biết ơn họ, thì các anh chị sẽ nhìn ra được con đường mà các anh chị cần phải đi. Okay. Các anh chị không biết ơn họ thì các anh chị sẽ không nhìn ra được con đường. Tại vì khi mà mình không biết ơn, mình không có trân trọng, mình không có ngưỡng mộ, thì mình sẽ không có được cái minh triết, và mình sẽ không nhìn ra được cái con đường của họ đi, và mình sẽ sống trong ngu muội, mình sẽ sống trong vô minh đấy, mình sống trong ngu muội. Mặc dù người thành công họ nhân nhẫn trước mặt mình, nhưng mà cuộc sống mình nó vẫn vậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã không có thầm cảm ơn, nên là mình không có trí tuệ để nhìn ra được cái con đường mà mình cần phải đi. Và có một cái